Hôm qua ăn được món lá mì già của cô hàng xóm thấy ngon quá, nên hôm nay mấy chị em mình quyết định đến vườn gần nhà để mà bẻ lá mì về giã. Trời hôm nay rất là mát, may ghê. Vườn rất nhiều cỏ nên chị mình đi trước để dọn đường. Cái mì nè, đây là cây mì gòn. Nhà mình trồng lâu rồi nhưng mà chưa đào lần nào hết. Để xem hôm nay cây mì có củ không. Được một củ bé tí bằng ngón tay. Đào xem thêm quả có củ to không. Nè, có một củ to rồi nè. Không biết mì có bị già không, nên là chị mình quyết định ấn ngón tay vào và thấy mì còn rất mềm. Đào thêm củ nữa, củ khá là to nhưng mà cũng bị gãy rồi. Chị mình quyết định đào tiếp cái phần bị gãy để lấy củ mì ra, sau đó là không đào nữa bởi vì bao nhiêu là đủ rồi. Bẻ ngọn lá mì về giã nè. Mọi người nhớ là chỉ bẻ ngọn lá mì non thôi nha. Hôm nay là lần đầu tiên chị em nhà My làm nên My cũng hồi hộp lắm. Không biết thành phẩm như thế nào. Ngọn lá mì mập mạp, ú na ú nừng. Xong rồi. Giờ thu gom mì lại và đào đất lấp lại cái hố mình đã đào để cho củ mì sang năm còn tiếp tục ra củ nữa. Bụi này chắc còn nhiều củ lắm nhưng mà chị mì không đào nữa đâu. Ôm mì về thôi. Trước khi về, chị gái của My nói là hái một trái mít non về luộc, nên chúng mình sẽ lựa một trái nhỏ để luộc. Đây, mình đã chọn được quả này rồi. Xong, đi về thôi. Vườn nhiều cỏ lắm. Bắt được bé Kiki nhà hàng xóm, rất là thân thiện. Đây là gà của những người đó, dân ở đây người ta nuôi. Đất ở đây còn rộng lắm, nhà nào cũng một vườn cây ăn trái. Cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu. Để đi sơ chế rửa lá mì về giã thôi. Hai xả nè, đây là nguyên liệu không thể thiếu trong làm món mì giã. Vườn cái thanh long nhà mình ra trái rồi. Cái thanh long đục đỏ này hay lắm nha. Một năm ra không biết bao nhiêu lần hết, hầu như quanh năm đều có trái. Hái một ít ớt về để giã cho có vị cay nồng. Giờ chúng ta rửa lá mì thôi. Sơ chế rửa sạch sẽ. Lá mì này chúng ta sẽ đem đi giã. Hôm nay không có cá cơm nên là mình sẽ nấu với lại thịt. Chiên một ít thịt lên. Chiên thịt để cho giòn lên, xong tí nữa mình cũng đem giã cái phần thịt này để xào chung với lá mì. Rồi giã lá mì thôi, giã cho nát nha mọi người. Giã khá là mỏi tay. Xong rồi, tí nữa phần lá mì này mình sẽ vắt bỏ cái nước đi. Tiếp theo là đập xả và băm xả.
Thêm một ít củ hành vô nha. Bắt đầu mình sẽ giã sả vào hành, thêm một ít ớt vào nữa. Giờ chúng ta giã thịt nè, giã thịt nát ra như giã nhâm bông đó. Giờ vắt nước lá mì nha, bỏ hết nước lá mì đi, vắt cho ráo. Phi hành, xả ớt lên, đảo đều tay, sau đó cho thịt vào. Đảo đều lên, thơm lắm mọi người ơi. Sau đó chúng ta bỏ lá mì vào, đảo đều. Mọi người nhìn gấp chẳng không? Ở trên Đắk Lắk đây là một trong những món đặc sản của người đồng bào Ede. Mình ăn nhiều rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình nấu. Chúng ta nêm gia vị bình thường vừa ăn thôi, muối, bột ngọt, đường. Đảo đều lên rồi nhấc xuống là được. Thơm lắm. Đổ ra dĩa cho mọi người cùng xem nè. Cái này ăn với cơm nóng rất là ngon và hao cơm. Hoặc mình có thể xúc với bánh tráng ăn cũng được. Tiếp theo là chị em mình sẽ gọt và luộc vỏ mì, sau đó nấu lên. Mì gọt này rất là dẻo. Để tránh bị đen thì mình sẽ vừa gọt ra là mình bỏ vào nước mình ngâm luôn. Bóc vỏ rất là nhanh. Rồi luộc mì thôi. Nghĩa to như này nấu trong vòng 30 phút là chín. Khi mà mì đã mềm rồi, mình đem đi chắc nước nha. Lấy cây xiên qua để xem thử mì đã chín chưa. Chắc nước, sau đó bỏ lên bếp để hong lại mì. Mì chín rồi chúng ta cùng bỏ ra đĩa ăn nào. Mì dẻo lắm. Lá mì giã này ăn với cơm nóng là số 1 luôn. Mì béo ăn thử cho mọi người xem nha. Ngon lắm mọi người ơi. Thêm miếng nữa nè. Hết chén cơm luôn. Ăn món này là hao cơm lắm, lên ký nhanh lắm. Mình sẽ ăn thử với bánh tráng nữa nha. Khẩu vị của mình thì không ăn cay được nhiều nên là mình không có nấu nhiều. Cay như là người bản xứ. Nước mì cho mẹ nè. Mì dẻo lắm. Tính ra là có muối đậu nhưng mà hôm nay nhà mình hết đậu rồi nên ăn không cũng thấy ngon.